Chiến dịch Đông Bắc 2 tiến công từ ngày 4 tháng 3 đến ngày 27 tháng 4 năm 1949. Sau chiến dịch tiến công Đông Bắc 1 của ta, quân Pháp và quân Ngụy lâm vào thế bị động, tinh thần sa sút, chúng buộc phải hủy bỏ cuộc tiến công mùa đông vào Việt Bắc. Nhưng mặt khác, chúng ra sức củng cố tuyến phòng thủ Đông Bắc để chống trả ta và tranh thủ lập tề điệp ở vùng này. Cường độ vận chuyển trên các tuyến đường số 4, 13 và 18 ngày càng tăng. Đường số 4 ngày nào cũng có đoàn vận chuyển cơ giới, đoàn nhiều, lên đến 60 xe. Đường 18 đoạn Hòn Gai Khe Tù hàng tháng có từ 100 đến 150 xe. Khi cơ động vận chuyển, địch tỏ ra thận trọng hơn. Chúng thường dùng hai trung đội bộ binh áp tải hoặc chiếm lĩnh các điểm cao bảo vệ cho các đoàn xe đi chót lọt mới rút về. Mùa xuân 1949, Bộ Tổng Tư lệnh quyết định mở chiến dịch tiến công Đông Bắc lần thứ hai nhằm mục đích tiêu diệt một bộ phận sinh lực của địch, phát triển và củng cố cơ sở cách mạng ở Đông Bắc phối hợp với mặt trận 4 Cao Bắc Lạng. Phương châm tác chiến là đánh phục kích lớn, tiêu diệt những đoàn tiếp tế vận chuyển của địch, phá hoại triệt để đường số 4 và đường số 13, giam chân một bộ phận lực lượng địch, tạo thuận lợi cho chiến dịch đường số 4 và Cao Bắc Lạng, làm tan rã và lôi kéo ngụy binh, đồng thời củng cố, xây dựng và phát triển cơ sở vùng Hải Ninh, Quảng Yên, Hòn Gai, các đảo, tạo đường thông sang biên giới Việt-Trung. Chiến dịch dự kiến chia hai đợt. Đợt 1 từ 4 đến 31 tháng 3, tập trung chủ lực tác chiến trên đường số 4 và đường số 13. Nghi binh kiềm chế mặt đông triều phả lại Lục Nam. Đợt 2 từ 1 đến 27 tháng 4, tập trung đánh Khe Tù và đường 18, phá hoại triệt để đường số 4. Lực lượng tham gia chiến dịch tương đương hai trung đoàn gồm Tiểu đoàn 426, Tiểu đoàn 215, Tiểu đoàn Minh Hổ, các đại đội độc lập của Trung đoàn 98, bộ đội địa phương và dân quân của Quảng Yên, Hải Ninh, Hòn Gai và huyện Lộc Bình. Chỉ huy chiến dịch là đồng chí Lê Quảng Ba, đặc phái viên của Bộ Tổng Tư lệnh, là chỉ huy trưởng kiêm chính ủy. Để đảm bảo cho bộ đội hoàn thành được nhiệm vụ, Bộ Chỉ huy chiến dịch đã tổ chức ban công tác chính trị trước chiến dịch. Các hoạt động công tác chính trị được triển khai rộng khắp đến từng đơn vị nhằm giáo dục, động viên, quán triệt nhiệm vụ chiến dịch cho bộ đội, phát huy tinh thần dũng cảm xung phong, kiên quyết tiêu diệt nhiều địch, lập công mừng kỷ niệm 59 năm ngày sinh của Bác 19 tháng 5 năm 1949. Đồng thời phát động cuộc vận động có nội dung sát với nhiệm vụ quân sự như là giữ bí mật, luyện tập dẻo dai để giữ vững quân số chiến đấu, mở rộng dân chủ quân sự, bàn việc nâng cao ý thức bảo mật và hiệu quả luyện tập. Về đảm bảo cung cấp, mặc dù trong hoàn cảnh hết sức khó khăn, kinh tế địa phương thì kiệt quệ, tài chính thì thiếu thốn, cán bộ và nhân viên chuyên môn thiếu nhiều, địa hình lại hiểm trở. Nhưng Bộ Chỉ huy chiến dịch đã biết tận dụng tất cả những kho tàng còn lại trên địa bàn và liên hệ chặt chẽ với các cơ quan dân chính địa phương để giải quyết. Do đó, trước giờ nổ súng đã đảm bảo được số lương thực cần thiết cho đợt 1 của chiến dịch. Về chuẩn bị chiến trường, Bộ Chỉ huy chiến dịch đã thành lập các đoàn cán bộ đi điều tra, nắm vững địa hình ở khu vực tác chiến, nắm tình hình địch, số lượng và quy luật hoạt động của chúng trận đường số 4, các vị trí từ Tiên Yên đến Đình Lập, tình hình đường cơ động hành quân từ căn cứ đến trận địa triển khai chiến đấu, đặc biệt trinh sát đoạn từ Khe Mó đến phố cũ, nên đã chọn được trận địa phục kích tốt, đồng thời đã thành lập ban chuyên trách nhiệm vụ phá hoại giao thông và bộ phận nghi binh lừa địch. Ngày 4 tháng 3 năm 1949, chiến dịch mở màn. Hai tiểu đoàn 426 và 215 của Trung đoàn 59 và Trung đoàn 98 đánh trận phục kích thắng lợi, diệt đoàn xe 18 chiếc tại Điền Xá. Ta diệt 80 tên toàn lính Pháp và Âu Phi, trong đó có một quan hai Pháp, bắt sống 23 tên, làm bị thương 5 tên, phá hủy 16 xe, bắn bị thương 2 xe. Ta thu toàn bộ vũ khí gồm 1 trung liên, 5 siten, 2 mát, 15 súng trường, 2 súng ngắn, 1 radio, 1 vô tuyến điện, 10 hòm ắc quy và nhiều quân trang quân dụng. Từ 5 đến 31 tháng 3, bộ đội ta liên tiếp hoạt động tác chiến trên chiến trường, đánh 4 trận phục kích tại Khe Nhắng, Bãi Dài, Cầu Lý, Nam Tào và trên sông Lục Nam vào các ngày 7, 10, 20 và 23 tháng 3, đã tiêu diệt 48 tên địch, làm bị thương 16 tên, bắt sống 9 tên, thu 3 trung liên, 1 súng cối, 2 cạc bin, 13 súng trường, 2 thôm sơn, 2 siten, bắn hỏng 1 xe vận tải và 2 cano, phá hủy 2 trọng liên 12,7mm và 2 súng cối, thu nhiều quân trang, quân dụng. Ngày 5 và 22 tháng 3, ta
ta đánh phục kích bằng địa lôi trên đường 13 và 18, diệt 20 tên địch, phá hủy một xe vận tải. Đồng thời trong ngày 7 và 11 tháng 3, ta chặn đánh thành công hai đợt tiến công của địch, lực lượng gồm 800 tên, vào Khe Nhắng và Đồng Khuy, diệt 13 tên, bắt 6 tên, thu một trung liên, một cối 61mm, một cạc pin, 8 súng trường và một số quân trang quân dụng, buộc quân địch phải rút lui. Các trận tiến công khác của địch đều bị bộ đội chủ lực kết hợp với bộ đội địa phương và dân quân du kích đánh lui. Ngày 21 tháng 3, hơn 1.000 quân từ Phả Lại, Đông Triều tiến công Bến Tắm, Chí Linh, Trại Sậu, Lãn Dây, Đông Triều. 26 tháng 3, 300 lính da đen và 200 ngụy binh và khố đỏ từ Đình Lập, Lộc Bình tiến công vào khu Chi Lăng. Đặc biệt ngày 27 tháng 3, quân ta tập kích thắng lợi vào thị xã Móng Cái, phá trại giam, giải thoát 200 người, làm chủ thị xã trong 17 giờ. Từ 16 giờ ngày 27 tháng 3 đến 9 giờ ngày 28 tháng 3, ta diệt 120 tên địch, hầu hết là Pháp và Âu Phi, bắt sống một quan tư, tiếp nhận 200 hàng binh ngụy. Ta thu một xe vận tải, một đại bác 37mm, 5 đại liên, 24 trung liên, 58 tiểu liên, 8 súng cối, 32 bazooka, 800 súng trường, 2 máy vô tuyến điện, 3 triệu đồng bạc Đông Dương, phá hủy 2 xe vận tải và đại bác 105mm. Trên thế trận phát triển thuận lợi, ta mở rộng hoạt động ra các vùng xung quanh, đẩy mạnh phát triển và củng cố cơ sở cách mạng, phát triển phong trào chiến tranh du kích. Địch hoang mang dao động giáo giết, tăng quân từ Hải Phòng, Hải Dương và Lạng Sơn lên bố trí ở các vị trí Phả Lại, Lục Nam, Chũ, Mạo Khê, Đông Triều để đối phó với các trận tiến công của ta. Đồng thời, chúng tổ chức bao vây và càn quét vùng Thủy Nguyên, Kim Môn, Nam Sách để cướp bóc, lùng bắt thanh niên đi lính và tuyên truyền cho Bảo Đại. Bước sang đợt 2, cường độ cơ động, vận chuyển của địch giảm, nhưng mỗi lần thực hiện, chúng lại đề phòng cẩn mật hơn. Các vị trí Ba Chẽ, Phố Cũ và đặc biệt là Khe Tù, địch tăng cường công sự và chướng ngại vật. Địch rút quân ở Đông Triều và Thủy Nguyên để tiếp viện và chiếm đóng lại Móng Cái. Về ta, tình hình cung cấp không kịp cho nhu cầu kế hoạch. Việc điều tra nắm địch trên hướng tiến công chưa đầy đủ, chuẩn bị cơ sở vùng Châu Sơn chưa chắc. Nhân công phá hoại không huy động được, do đó kế hoạch phải thay đổi. Ban chỉ huy chiến dịch quyết định các đơn vị phân tán ra các vùng để hoạt động, trong đó tiểu đoàn 25 ở phía Tây Nam, đường 18, tiểu đoàn 426 ở đường số 4. Tiếp đó, bộ đội địa phương và dân quân du kích hoạt động quấy rối phá hoại ở khắp nơi, đặc biệt là các vị trí Chẽ, núi Con Phượng, Lưu Kiệm, Ninh Tân, Yên Hưng, Cẩm Lý, Bãi Thảo, Nam Tào, Chợ Xá. Những hoạt động này tuy không diệt được nhiều sinh lực địch, nhưng đã gây khó khăn lúng túng cho chúng và tạo điều kiện cho bộ đội chủ lực chuẩn bị. Ngày 18 tháng 4, hai đại đội của tiểu đoàn 426 phối hợp với tiểu đoàn Minh Hổ phục kích thắng lợi trên đường 4 khu vực từ Quang Hoài đến Châu Sơn. Ta tiêu diệt gọn quân địch cơ động, thu toàn bộ vũ khí và quân dụng. Đêm 27 tháng 4, tiểu đoàn 215 phối hợp các đại đội độc lập và dân quân du kích tiến công thị xã Quảng Yên. Sau 1 giờ 45 phút thì quân ta chiếm toàn bộ công sở, đốt 3 vạn lít xăng, phá hủy 11 xe cơ giới, nhiều tiền bạc và quân trang quân dụng. Địch tập trung đối phó trên đường số 18, nhất là đoạn Uông Bí - Cẩm Phả. Chúng tổ chức mỗi đợt gần 1.000 quân càn quét ở các điểm Nam Mậu, Sơn Dương, Kênh Trạo, Làng Cài, Dương Huy, Quang Sa Đông, nhưng hầu hết đều bị quân ta đánh lui. Ta chủ động kết thúc chiến dịch. Kết quả, quân địch chết 485 tên, bị thương 52 tên, bị bắt 32 tên, đầu hàng hơn 200 tên. Ta thu được một pháo 37, một trọng liên 12,7, 8 đại liên, 30 trung liên, 9 súng cối, 83 tiểu liên, 841 súng trường, 32 bazooka, 4 súng ngắn, 15.500 viên đạn và nhiều tiền, quân trang, quân dụng. Phá hủy 2 pháo 105, 1 pháo 37, 2 súng cối, 2 trọng liên 12,7, 1 xe thiết giáp, 1 xe Haptrack, 4 xe Jeep, 2 cam nhông, 23 xe GMC, 1 máy bay, 2 cano và đốt cháy trên 2 vạn lít xăng. Ta hy sinh 35 người, bị thương 30 người, kể cả dân quân du kích. So với chiến dịch Đông Bắc 1, lần này ta đề ra mục đích chiến dịch phù hợp với tình hình chiến trường và khả năng cụ thể của bộ đội nên đã thu được nhiều thắng lợi khả quan. Ta đã thực hiện được mục đích đánh lạc hướng địch, tạo điều kiện cho chiến trường chính Cao Bắc Lạng chuẩn bị. Bộ đội và dân quân du kích đã vận dụng nhiều hình thức chiến thuật để tiêu diệt sinh lực địch, đạt hiệu suất khá. Trận phục kích mở màn ở Điền Xá, trận tập kích ở Cửa Cái, Tấn Mai, trận kỳ tập ở thị xã Móng Cái
và tập kích thị xã Quảng Yên đã thực hiện tốt. Hai đợt hoạt động cũng đã tạo điều kiện củng cố và phát triển cơ sở trong vùng địch kiểm soát. Song, chiến dịch còn bộc lộ tính chất hoạt động du kích nhiều hơn là một chiến dịch chính quy. Những trận đánh lẻ tẻ, thấy địch sơ hở thì đánh, đánh xong lại rút về căn cứ, thiếu sự liên tục tiến công và phát triển thắng lợi trên một hướng nhất định. Do đó, thắng lợi bị hạn chế, thu hẹp và không thực hiện được đầy đủ mục đích đã đề ra là làm tê liệt đường số 4. Không dự kiến phương án hậu cần nên khi địch đánh, việc đảm bảo hậu cần gặp khó khăn, ảnh hưởng đến việc thực hiện chiến dịch.